trước mắt anh em là dòng xe Veloz Cross, dòng xe MPV 7 chỗ đa dụng cực kỳ ăn khách của nhà Toyota. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày mùng 8 tháng 12 của năm 2023, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán để cho anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu và muốn sở hữu cái dòng xe Veloz này sẽ có thể làm được. Trong cùng phân khúc thì dòng xe Veloz này đang cạnh tranh với chiếc xe Mitsubishi Xpander hay là với chiếc xe Suzuki XN7, đúng không ạ? Nhưng thực sự ở thời điểm này, Veloz Cross này nó vẫn là một trong những cái dòng xe đa dụng, rộng rãi cũng như là ăn khách nhất của nhà Toyota anh em ạ. Vậy cụ thể chi tiết về lăn bánh cũng như là về khuyến mại như thế nào thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ cho anh em luôn. Với Toyota Veloz Cross này sẽ có hai phiên bản cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản Veloz Cross CVT và phiên bản Veloz Cross Top anh em nhé. Đầu tiên thì em sẽ chia sẻ với anh em cái phiên bản Veloz Cross CVT luôn. Bản này thì đang có mức giá là 658 triệu. Cái chính sách giảm tiền mặt ở thời điểm này thì đại lý bên em đang hỗ trợ giảm trực tiếp cho anh em lên đến 50 triệu. Tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, một bộ cam hành trình và 1 năm bảo hiểm thân vỏ anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt như vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 654 triệu, trả góp thì đang là 152 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 648 triệu, trả góp thì đang là 145 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 630 triệu, trả góp thì đang là 127 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Còn anh em nào mà muốn đăng ký trọn gói thì vui lòng cộng thêm giúp em tiền chi phí dịch vụ anh em nhé. Hiện tại cái bản Veloz Cross CVT này thì bên em đang cực kỳ nhiều xe, sẵn xe giao ngay nên là anh em cứ hoàn toàn yên tâm về tiến độ xe ở thời điểm hiện tại anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Veloz Cross Top. Bản này đang có mức giá là 698 triệu. Cái chính sách giảm tiền mặt của đại lý bên em cũng lên đến 50 triệu và tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cơ bản nữa anh em ạ. Đó. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 696 triệu, trả góp thì đang là 160 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 689 triệu, trả góp thì đang là 153 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 671 triệu, trả góp thì đang là 135 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là gửi tới anh em những cái chính sách giá bán về phụ kiện, về quà tặng cũng như là tính tổng lăn bánh mới nhất của dòng xe Veloz Cross ở thời điểm ngày mùng 8 tháng 12 của năm 2023 rất là chi tiết cụ thể rồi, đúng không ạ? Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ. It's like we were meant to be lovers.